bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Được thi đấu trên sân nhà và quyết tâm lấy lại hình ảnh sau trận thua đáng tiếc tại AFC Cup giữa tuần qua, câu lạc bộ Hà Nội đã nhập cuộc đầy quyết tâm. Các cầu thủ áo tím tổ chức cờ rét sinh tầm cao và khiến cho sông Lam Nghệ An không thể tạo nên một pha phối hợp đáng chú ý nào. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Và điều gì đến đã đến. Phút thứ 13, sau cú sút của Thành Lương, thủ thành Nguyên Mạnh có pha cản phá xuất sắc. Song Oseni có mặt đúng lúc, đón bóng bật ra và ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thừa thắng xông lên, 8 phút sau, lưới của sông Lam Nghệ An tiếp tục rung lên sau pha dứt điểm gọn gàng của Omafe từ đường truyền của Oseni ở phía cánh phải. Trong tình huống này, trung vệ Jamie đã chơi mất tập trung và để tiền đạo người Nigeria dẫn bóng thoải mái trong vòng cấm đội nhà. Ngay sau bàn thua thứ hai, huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng đã quyết định đưa Ngọc Toàn vào thay Sĩ Nam Hồng lấy lại thế trận và tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, những toàn tính của chiến lược gia này chẳng những không mang lại hiệu quả mà sông Lam Nghệ An còn thêm bàn thua ở cuối hiệp 1. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Phút 40, nhận đường truyền dài từ hàng phòng ngự, Nguyễn Quang Hải có pha di chuyển phá bẫy Việt Vị, khống chế bóng gọn gàng trước khi tung cú sút vô ly chân trái hiểm hóc. Ngay lập tức, bóng đi thẳng lên nóc lưới khung thành Nguyên Mạnh. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên ở V-League 2019 của ảo thuật gia Quang Hải. Tỷ số của hiệp 1 là 3-0 cho đương kim vô địch V-League. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sang hiệp 2, với 3 bàn làm vốn, câu lạc bộ Hà Nội chủ động chơi chậm, hạ nhịp độ trận đấu. Tuy vậy đội chủ sân hàng đấy vẫn tạo ra một số cơ hội đáng chú ý. Phút 54, Đỗ Hùng Dũng nhận bóng trong vòng 16m50. Anh quyết định tung cú sút nhưng bóng đã đi ra ngoài. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đội bóng Quê Choa cũng có những lời đáp trả dù khá yếu ớt. Đầu tiên có thể pha thoát xuống của Olaha ở phía cánh phải ở phút thứ 65. Tiền đạo số 7 có đường căng bóng nguy hiểm vào trong. Tiếc là không có cái bóng áo vàng nào đón được. Tiếp theo, ở phút thứ 72, tiền đạo Đốt Sơ Santos Sơ cũ cửa lòng kỹ thuật ở khoảng cách 17m, bóng đi hiểm và tìm đúng sàng ngang của khung thành Văn Công. Nhưng đó là tất cả những gì đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng làm được ở trận đấu này. Phút thứ 85, Hoàng Vũ Samson khép lại chiến thắng tưng bừng của Hà Nội với bàn thắng ấn định tỷ số 4-0 trên chấm phạt penalty. Trước đó, thủ thành Nguyên Mạnh có tình huống phạm lỗi với Văn Đại và trọng tài cho Hà Nội hưởng quả phạt đền. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tỷ số Hà Nội 4-0 sông Lam Nghệ An. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ghi bàn Alseni 13, Oma 21, Quang Hải 40, Hoàng Vũ Samson 85, Ken. Đội hình ra sân. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hà Nội: Văn Công, Văn Kiên, Duy Mạnh, Văn Dũng, Văn Hậu, Đức Huy, Thành Lương, Hùng Dũng, Quang Hải, Arseni, Omafe. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Sông Lam Nghệ An: Nguyên Mạnh, Đình Đồng, Jami, Văn Khánh, Đình Hoàng, Sĩ Nam, Thế Cường, Khắc Ngọc, Văn Bình, Olaha, Đốt Sơ Santos Sơ.